Chị nghĩ như thế nào khi người đàn ông ly thân ạ? Em muốn được nghe góc nhìn từ chị. Ok. Nếu như em đang quen một người đàn ông ly thân thì câu trả lời của chị nó cũng giống như là em là người thứ ba vậy. Tại vì sao? Chị không có tin như cái chuyện là người ta chưa dứt hoàn toàn với người cũ của họ thì cái khả năng cao họ sẽ quay trở lại với người phụ nữ đó là 50-50. Tại sao vậy? Nó 50-50. Nếu như họ có con cái với nhau á, con cũng là một phần lý do làm cho rất nhiều người khó để ly hôn. Ok, không phải ai nói cũng làm được như chị đâu. Tại vì đến cuối cùng người ta cũng muốn con của họ có cha có mẹ. Cái đó là cái lựa chọn cá nhân của họ. Ok, chị chỉ phân tích cho em hiểu được là nếu như em đang quen một cái người đàn ông ly thân thì đây là cái bài kiểm tra cho cá nhân em. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Nếu em mới 22, 23 tuổi, bỏ mẹ nó đi, còn trẻ thiếu cha gì thằng. Nếu như em ba mươi mấy tuổi em cũng có con luôn, em cũng nên bỏ mẹ nó đi, tại vì em đâu có thiếu gì thằng ngoài kia đâu. Em nói nhưng mà em mẹ đơn thân, không có, em khó kiếm người lắm. Ai nói? Chị mở cái điện thoại ra cái bây giờ chị cho em ngó cả 20 thằng đang tán chị, là cái chuyện bình thường. Đừng có để xã hội áp đặt vô trong đầu em là mẹ đơn thân xong không có ai mê, đó là bullshit. Giờ là em là cái người chọn lại, đó là em thích chọn thằng nào thôi. Rồi cái kế tiếp, nếu như em là độc thân ba mươi mấy tuổi mà em muốn kết hôn, em vội vàng em muốn có con luôn, thì những cái người đàn ông ly thân không phải là mẫu cho em chọn. Bởi vì những cái người đó rõ ràng là họ cũng đang với cái mớ lộn xộn của họ, họ đang có cái vấn đề trong cuộc sống của họ, họ chưa giải quyết xong, thì làm sao họ có thể tạo ra một cái vấn đề mới với em để cùng nhau giải quyết được. Kết hôn là giải quyết vấn đề thôi chứ không gì hết mấy đứa. Hai người ở với nhau suốt ngày có chuyện để giải quyết đó, thích vậy đó, rảnh vậy đó, ngồi không không thích, thích bị giải quyết vấn đề vậy đó. Ok, rồi đó ba cái để cho em suy nghĩ. Nhưng cái vế nào đi chăng nữa, dù em có nói với chị là chị em nghe cái câu khuyên của chị rồi, nhưng mà em quyết định là em vẫn quen ảnh thì em chịu trách nhiệm của cuộc đời em thôi. Nhớ là em không có sống lâu được đâu, nghe không? Đợi một người đàn ông 3, 4, 5, 6, 7 năm, cái đó là ngu xuẩn á.